Bà già đã chết đột nhiên sống lại với bộ dáng kinh dị. Bạn đã bao giờ nghe nói về câu chuyện này chưa? Đây từng là câu chuyện có thật vô cùng đáng sợ. Mức độ kinh khủng của toàn bộ sự việc có thể so sánh với đoạn phim kinh dị nhất. Nghe nói lúc ấy còn kinh động đến quân đội. Đây chính là sự kiện bà lão mặt nghèo chấn động một thời. Câu chuyện xảy ra trong một ngôi làng nhỏ ở Đông Bắc. Bởi vì Lý Đông Bình kết hôn với một người vợ tàn ác, mỗi ngày đều đánh đập và mắng mỏ mẹ già. Mẹ già cũng biết mình là gánh nặng, chỉ có thể nén giận. Mỗi lần buồn đều có mèo con ở bên cạnh bà ấy. Hôm đó, Lý Đông Bình về nhà gọi mẹ già ăn cơm. Nhưng vào trong phòng, hắn trong nháy mắt liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy mẹ già treo cổ trên xà nhà, cũng không biết đã chết từ bao lâu, mà con mèo kia vẫn đang canh giữ ở một bên. Thấy Lý Đông Bình tiến vào, mèo đen lộ ra bộ dáng nhe răng trợn mắt. Ngay sau đó, thoáng cái chạy ra bên ngoài, Lý Đông Bình đem thi thể mẹ già đặt ở trên giường. Không bao lâu sau, con mèo mẹ già nuôi cũng chết ở dưới chân tường. Hai vợ chồng đang cảm thấy kỳ quái, đột nhiên nghe thấy một tiếng động, hơn nữa lại phát ra từ nơi thi thể của mẹ già đang nằm. Hai người vừa vào phòng liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy thi thể mẹ già đứng dậy. Lý Đông Bình to gan kêu một tiếng, mẹ, mẹ già đột nhiên quay đầu lại, nhưng mà lại không phải là mặt người, mà là một cái mặt giống như mèo, hơn nữa còn phát ra tiếng kêu khàn khàn. Mẹ già nhìn thấy bọn họ, liền nhảy lên nhào về phía hai vợ chồng, trong nháy mắt liền ở trên. Mặt Lý Đông Bình cào ra mấy vết lớn, bà ta giống như phát điên cào cào trên người Lý Đông Bình. Trong lúc hoảng hốt, Lý Đông Bình thấy lão nương trước mắt giống như con mèo đen chết bất đắc kỳ từ đó, con dâu chạy trốn được hoảng hốt tìm hàng xóm cứu mạng. Chờ hàng xóm đến hiện trường, không khỏi sợ ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ thấy trên người Lý Đông Bình trên mặt đều là vết cào, càng kinh khủng chính là nội tạng tất cả đều không thấy. Đột nhiên hàng xóm nghe thấy trong sân truyền đến một tiếng thét chói tai. Chỉ thấy trên mái hiên có một lão bà ngồi xổm. Lão bà kia đang gào thét phía trên, sau đó liền biến mất trong bóng đêm. Từ đó về sau, đầu tiên là có vịt mất tích, sau đó lại là đứa nhỏ mất tích. Thôn dân hoài nghi là bà lão mặt mèo làm, chỉ có thể báo án. Hôm nay, cảnh sát Lý Kiệt tuần tra đến góc tường, nhìn thấy một bà lão hành tung rất khả nghi. Đột nhiên, bà lão quay đầu lại đang gặm một con gà sống, mà mặt bà ta giống như mèo, con dính đầy máu gà. Lý Kiệt nhanh chóng rút súng ra muốn chế ngự lão bà mặt mèo, nhưng không nghĩ tới lão bà mặt mèo trực tiếp nhào tới, còn thuận thế cào Lý Kiệt bị thương, chạy đến nóc nhà. Lý Kiệt vội vàng bắn hai phát, tất cả đều trúng vào bà lão mặt mèo. Bà lão mặt mèo sau khi trúng đạn từ trên nóc nhà rơi xuống, nhưng hắn đi tới địa điểm rơi xuống cũng không phát hiện thi thể bà lão mặt mèo, chỉ có một vết máu trên mặt đất. Sau đó, vấn đề này đã huy động quân đội tới, rất nhanh 3 ngày sau đã được giải quyết. Pháp y vén vải trắng lên, chỉ thấy trên người bà lão mặt mèo toàn là lỗ đạn. Vào thời điểm đó, tin đồn về bà lão mặt mèo được mọi người khắp nơi bàn tán, câu trả lời tại sao vẫn là một ẩn số.